Cảm ơn quý vị vẫn còn giữ màn ảnh của đài 57.3 VNTV. Câu chuyện giữa chúng tôi và ứng cử viên Sạc Ly Nguyễn Mạnh Chí vào chức vụ nghị viên, ứng cử vào chức vụ nghị viên của Hội đồng thành phố Westminster đương gian dở. Ở cái chỗ là đáng lý ra tôi phải dùng một cái chữ mà hơi trân trọng một chút xíu, tại vì chúng ta đương nói chuyện, tôi đương nói chuyện, đương phỏng vấn một người là chủ tịch hội đồng giám sát cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Đó là một cái cơ chế được đồng hương ở đây bầu lên trong kỳ bầu cử vừa qua. Thưa anh Nguyễn Mạnh Chí, tôi nói như vậy để thấy rằng anh là người tham gia rất là nhiều trong cộng đồng. Trong suốt cái quá trình hơn 20 năm hoạt động đó, anh cũng có những lúc có những buồn vui, có những lúc đổ mồ hôi sôi nước mắt, cũng có những lúc nước mắt chảy xuống, và cũng có những lúc là không được như ý. Thì anh có thể tâm sự ngày hôm nay để chia sẻ cùng các bậc trưởng thượng cũng như là quý vị quan tâm đến cộng đồng, nhất là những người còn nghĩ đến cái tương lai vận hội cho giới trẻ. Thì anh Nguyễn Mạnh Chí, anh kể tâm tình đi, anh tâm tình. Dạ vâng. Vâng, thưa chú Dương Miên cũng như là thưa tất cả quý vị, chú Dương Miên đặt một câu hỏi rất là chí lý, và cái đó cho chúng tôi có một cái cơ hội để mà chúng tôi có thể thưa chuyện với cái tâm tình hoặc là thưa chuyện với quý vị về cái hoạt động của chúng tôi trong những năm vừa qua, để quý vị hiểu được rõ hơn về tôi, và hy vọng qua đó quý vị có sự tin tưởng về trong cái lĩnh vực làm việc của chúng tôi. Thưa quý vị, hơn 20 năm khi mà chúng tôi sang bên này, thì qua với tính cách là một cậu bé, và lúc đó thì chúng tôi phải lăn lộn qua để mà lo kiếm sống, bởi vì khi đó tôi đi, lý do tôi đi là bởi vì ba gia đình muốn gửi đi để trốn tránh nghĩa vụ, không có muốn đi nghĩa vụ, và qua đây để mà chúng tôi qua đây rồi bắt đầu lại cuộc sống. Thì tôi tiếp tục học ở high school, và sau đó thì học ở đại học Cal State University Fullerton, và ra cử nhân ở tại đó vào năm 1987. Tiếp tục đó thì tôi đi làm cho hãng McDonnell Douglas, là hãng về máy bay. Rồi sau đó tôi tiếp tục, cùng lúc mà tôi đang lên làm, tôi lại tiếp tục học ở Cal State University Fullerton, và tôi đã xong được cái bằng cao học vào năm 1995. Thưa quý vị, từ lúc đó chúng tôi khi mà học xong ở đại học với cái bằng cử nhân, chúng tôi đã có công ăn việc làm. Chúng tôi cảm ơn trên đã ban cho chúng tôi cái điều đó, may mắn đó. Và lúc đó bắt đầu tôi lăn xả vào trong cái công việc mà giúp đóng góp với lại cộng đồng cũng như là các đoàn thể. Thì chúng tôi có cái cơ hội để mà làm việc với nhiều các đoàn thể khác nhau, nhiều các bạn trẻ của các tôn giáo khác nhau. Chúng tôi làm nhiều cái sinh hoạt trong cộng đồng của chúng ta, bắt đầu từ những cái sinh hoạt đi bộ để cứu trợ cho các nạn nhân bão lụt tại Việt Nam, đi bộ cứu trợ cho đồng bào tị nạn của chúng ta, xây làng Việt Nam tại Palawan. Thưa quý vị, đó là một cái tổ chức mà lớn nhất hồi đó, là quy tụ 23 đoàn thể trẻ để mà tổ chức cái buổi mà đi bộ xuống đường để gây quỹ cứu trợ, gây quỹ để mới xây làng Việt Nam tại Palawan. Chúng ta có 23 đoàn thể hồi đó, 23 đoàn thể là cũng đã nhiều lắm rồi, và chúng ta có tới trên dưới 10.000 người tham dự đi bộ tại Mile Square Park, và chúng ta gây quỹ gần được 1 triệu để mà giúp cho cái làng Việt Nam đó. Chúng tôi rất hãnh diện để nói về cái vấn đề đó. Qua nhiều cái sinh hoạt khác thì có thể là ở sinh hoạt bên tôn giáo, hoặc là sinh hoạt cùng với nhiều tôn giáo, hoặc là sinh hoạt tại cộng đồng, hoặc là sinh hoạt những cái đấu tranh như là đấu tranh cho cái mà quý vị có thể nhìn thấy bây giờ, đó là tượng đài Việt Mỹ, cũng là anh cũng có góp phần vào trong đó. Tượng đài Việt Mỹ cũng là cái chúng tôi cũng đóng góp vào trong cái ban tài chính để mà hôm đó coi như là cùng với lại Nam Lộc và tất cả các nghệ sĩ để tổ chức cái buổi gây quỹ để giúp cho tượng đài, xây cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Tất cả chúng tôi phải nói rằng chúng tôi cũng có cái cơ hội để đóng góp vào rất nhiều các tổ chức của trong cộng đồng của chúng ta trong suốt bao nhiêu năm qua. Và thêm vào đó thì Hội đồng Liên Tôn cũng kêu gọi chúng tôi đóng góp để mà đứng vào cái vai trò là trưởng ban tổ chức để tổ chức cho cái kỳ bầu phiếu năm 2010 cho một cái cơ chế của cộng đồng người Việt quốc gia tại Nam Cali này. Thì chúng tôi cũng đã lãnh nhận cái trách nhiệm đó với cái sự gọi là khởi sự của Hội đồng Liên Tôn, và chúng tôi đã thực hiện được cái việc đó. Thưa anh Chí, là tôi nhìn thấy trong cái player mà quý vị có thể nhận được ở nhà, anh gửi đến nhà đó. Dạ vâng. Thì tôi thấy có một cái rất là lý thú, đó là việc anh đã từng là tình nguyện viên hướng dẫn các khóa luyện thi quốc tịch Mỹ. Dạ vâng. Đúng dạ không? Dạ vâng. Thì bây giờ quý vị nào mà đã từng học anh Chí, hay là những người thiện chí như anh Chí,
bây giờ đã có quốc tịch rồi, đã ghi danh bầu cử mà ở Westminster, anh nghĩ là chắc trong đó có những người mà ngày xưa anh cũng đã từng hướng dẫn phải không? Dạ vâng, thực sự ra những người lớn hoặc là các bác rất là tội nghiệp, xin lỗi nói câu đó, là khi mà hướng dẫn những cái lớp đó thì mình với là tình nguyện viên phục vụ thôi. Cho nên là khi mà làm việc với các bác á, thì các bác học tiếng Anh rất là khó, nhưng mà mình vẫn kiên nhẫn mình đi, và mình không có mong đợi cái gì hết. Nhưng mà tự nhiên cái ngày mà gọi là kết khóa đó, thì các bác lại tổ chức ngược lại cho mình, cảm ơn mình, rồi thậm chí là cho chả giò rồi này kia, mình cho giò lụa đó. Mình vẫn nhớ những cái kỷ niệm đó, là các bác rất là thương mến những người trẻ mà đứng ra để mà giúp cho các bác về cái vấn đề đó, trong khi đó mình vâng mình bây giờ tôi hỏi anh Chí trở lại câu hỏi anh trình bày về quá trình của anh về tất cả những cái này, cũng giống như tôi nói rồi, tôi biết anh rất là rõ. Bây giờ tôi cũng quay trở lại, tôi hỏi với anh những cái điều mà tôi mong rằng những câu hỏi này sẽ được lưu lại để quý vị nhớ mặt những người dân cử. Lúc ra tranh cử thì hứa rất nhiều, nhưng mà khi trở thành dân cử rồi thì lúc nào cộng đồng Việt Nam mời cũng đi trễ, và tới một chút tôi bận và đi liền. Thì với khi mà anh đắc cử thì anh có giống như vậy không? Dạ thưa anh, cái vấn đề ở đây đó, chúng ta phải tôn trọng bất cứ một cái tổ chức hay một cái lời mời hay là bất cứ một cái việc gì. Cháu xin được thưa với lại chú cũng như tất cả quý vị ở đây, cái thời gian đối với một cái tổ chức, họ có cái thời gian cho họ trong cái chương trình của họ, cho nên mình phải để ý về vấn đề đó, và mình phải tôn trọng cái giờ tổ chức của cái tổ chức đó. Bên cạnh đó, mình phải biết mình là một cái vị khách mời thì mình phải có cái sự mà gọi là cái lễ phép tối thiểu để mình làm cái chuyện đó. Chắc chắn mình sẽ vâng, cháu sẽ cố gắng bận mọi tôi cả. Thì tôi góp ý với anh Chí như thế này, thà rằng mình không tới. Yeah. Mình từ chối là ngày hôm đó tôi bận hay là không thể tới được, tôi gửi lời chúc mừng hay là bàn cái văn thư khen thưởng hay là cái bằng award gì đó, không có mặt, còn tới thì xin tới đúng giờ, đúng không? Dạ vâng. Hoặc là nếu mà trong trường hợp nó bất khả dĩ mà không tới được thì mình cũng có thể mình gọi điện thoại tới trước để mình báo cho là có thể là không tới được hay là vâng, có thể tới thì trước. Tôi thì nhắc ra là ban tổ chức họ cũng tôi không làm khó trước. Anh đâu. Dạ vâng. Tôi rất cảm tình với anh, tôi không làm khó với anh đâu. Tôi mượn anh để mà nhắc những cái điều đó, tại vì tôi vốn dĩ là tôi ưa nói những cái điều mà nghe nó chói tai, nhưng mà hy vọng rằng cái sự chói tai đó sẽ tránh đi cho những cái việc ở sau này, là khi trở thành đắc cử mai mốt không biết chừng đâu anh lên làm thống đốc hay lên thượng nghị sĩ đi có tiền hô hậu ủng rồi này kia, thì hồi đó là và lại giống như chú nói đó, mình hứa cháu thật sự là cháu không hứa một cái gì 100%. Thí dụ như là cái vấn đề là nói là hứa tôi sẽ không bao giờ đi trễ, cái chuyện đó nhiều khi mình một lần mình đi trễ rồi thì sao, thì cái vấn đề ở đây đó là cháu nói rằng là bằng bất cứ giá nào mình phải tôn trọng về cái vấn đề đó. Nhưng mà cái vấn đề tôn trọng là một phần, và cái vấn đề thế kế tới đó mình phải là lễ phép lịch sự tối thiểu. Chẳng hạn như có thể là cháu dự tính tới giờ đó và đúng giờ đó, tuy nhiên nhưng mà bị một vài chuyện nào đó nó kéo lại thì cháu phải gọi điện thoại để báo trước là sẽ tới trễ hoặc là không tới được. Bây giờ là xin trước khi mà chúng ta chấm dứt cái show giới thiệu ngày hôm nay, thì xin Charlie Nguyễn Mạnh Chí hãy trình bày về bốn cái mục tiêu và cái chủ trương khi đắc cử của Nguyễn Mạnh Chí đối với Hội đồng thành phố. Dạ vâng, thưa cảm ơn chú. Thưa quý vị khán thính giả của Đài VNA cũng như là tất cả quý đồng hương, chúng tôi qua nhiều năm sinh hoạt, chúng tôi đã học hỏi và chia sẻ, và chúng tôi đang bước đi thêm một bước nữa để hầu có thể đóng góp thêm nhiều cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng như là cư dân thành phố Westminster. Nếu đắc cử, trong một trong những điều mà chúng tôi cần phải đặt trên hết là chúng tôi muốn rằng thành phố Westminster không chỉ là nơi mà là một cái nơi an toàn cho tất cả mọi người, nhưng mà nó là một thành phố tốt nhất để cho tất cả mọi người an cư lạc nghiệp. Chúng tôi cũng hãnh diện thành phố Westminster, chúng ta có được cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, và tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ là cái biểu tượng của người quốc gia Việt Nam của chúng ta ở thủ đô Little Sài Gòn này. Cho nên chúng tôi rất là hãnh diện về cái vấn đề đó, và xin được giới thiệu ở đây tôi mở ngoặc là những người nào mà ở xa đến đây chơi hoặc là biết được về tin tức này, xin quý vị nếu mà có một lần ghé thăm thành phố Westminster hoặc Little Sài Gòn ở đây, quý vị hãy dừng chân lại nơi tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ để có thể gọi là nhìn thấy cái được sự linh thiêng của đó, và qua đó cái tượng đài này cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng đã đóng góp rất là nhiều, và chúng tôi có trách nhiệm phải cố gắng làm sao để giữ cho bảo toàn cũng như là bảo kê những cái, không phải bảo kê nhưng mà giữ được cái sự là cái gì maintain cái tượng đài đó. Bên cạnh đó thì chúng tôi biết rằng là
khi mà chúng tôi nói chúng tôi muốn cái thành phố là một cái chỗ tốt nhất để an toàn nhất, thì chúng tôi phải lo về cái vấn đề mà security, gọi là public safety đó, an ninh đó. Rồi bên cạnh đó thì chúng tôi phải nhìn vào, khi mà chúng tôi được vào thì quý vị biết rằng là hiện tại bây giờ kế hoạch của thành phố đang bị thâm thủng, và chúng tôi phải nhìn lại tất cả những cái project mà đang có và đang là thực hiện, nó đi tới đâu rồi và nó có thực hiện một cách khả quan hay không, để rồi chúng ta coi lại những cái đó chúng ta làm sao để cho anh tốt đẹp hơn. Dạ, vâng. Chúng ta cũng gần hết giờ, tôi nhắc anh là trong tuần lễ này chúng ta có cái phiếu bầu phím diện, thì trên phiếu bầu phím diện đó anh phiếu bầu thì anh đứng hàng thứ mấy? Dạ là cuối cùng của cái lá phiếu, tại vì cái đó họ draw. Vâng, thưa quý vị là cuối cùng của lá phiếu tên Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Nếu như quý vị tin cậy vào những lời mà Nguyễn Mạnh Chí và chúng tôi nói chuyện, xin quý vị bầu cho Nguyễn Mạnh Chí. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Dạ vâng, nó là ô số 7 của cái phần mà gọi là bầu cho Westminster City Council đó, là tôi là Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Xin quý vị hãy bầu cho Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Một lần nữa xin được cảm ơn chú Du Miên, cảm ơn đài VNA TV, cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi, và chúng tôi rất mong được cái sự thương mến của quý vị. Chúng tôi trân quý từng lá phiếu của quý vị, cho nên mỗi một lá phiếu là một cái sự mà đóng góp vào có thể cho chúng tôi có được thắng cử, và chúng tôi ghi ơn cũng như là biết ơn tới tất cả những quý vị đã bầu cho chúng tôi, cá nhân chúng tôi, Charlie Nguyễn Mạnh Chí.